Chào các bạn, lại là tôi Ellie. Và chào mừng trở lại với một tập khác của Game 3. Lần trước, tôi đã dạy các bạn cách thiết lập và bảo vệ. Đã tạo một tài khoản MetaMask, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách đầu tiên tham gia vào trò chơi tàn tật của bạn. Nó thực sự siêu dễ dàng. Trước tiên, bạn cần biết cách mua và bán phi tập trung, thay đổi khi trò chơi năng lượng nhiều hơn. Vẫn sẽ cần một số khoản đầu tư mã thông báo từ các nhà đầu tư để bạn có thể vào. Bây giờ chúng ta hãy vào ngay để nó. Tốt, trước hết, bạn cần xác định bằng chuối mà thực thể của bạn dựa trên. Có rất nhiều blockchain khác nhau, như tôi đã nói với bạn trước Solana, chuối thông minh BNB Ethereum. Và vô số lợi ích có được một tòa nhà trên mỗi hệ sinh thái. Ví dụ như vậy, bên một ngay tại đây khi cuộn xuống trang web, bạn có thể thấy ở đây BNB và Solana sắp ra mắt. Vì vậy trò chơi này trên chuỗi BNB và sẽ sớm ra mắt trên Solana trong tương lai. Nếu không có bất kỳ thông tin nào về điều này trên trang web, cố gắng tìm nó trên sách trắng hoặc hỏi nhóm của tôi trong cuộc trò chuyện Telegram. Chắc chắn chúng tôi có câu trả lời cho bạn. Vì vậy bây giờ bạn đã biết về khối nào đối với hệ sinh thái, bạn sẽ cần phải mua một số đồng tiền gốc của họ cho phí giao dịch. Vì vậy, ví dụ Seban có trên chuỗi BNB, và để tham gia vào bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào trên chuỗi này, bạn sẽ cần phải xảy ra bạn để trả phí giao dịch. Vì vậy tôi mua một số BNB bằng cách đổi tên và sau đó chuyển sang làm cho họ như ULC. Vì vậy bây giờ tôi có một số khoản phí, và sau đó để tham gia và chơi một số trò chơi trống, bạn chắc chắn cần phải làm một số nghiên cứu để biết các yêu cầu là gì và cả những gì bạn cần đầu tư cho trò chơi này. Bạn sẽ nhận được phần thưởng gì khi chơi trò chơi? Làm Conferly được bảo đảm của riêng bạn là điều trước khi bạn đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, ví dụ với Salmon. Vì vậy tôi sẽ cần phải có một đội gồm 3 khối bên của các thực thể, nên tôi sẽ cần mua các thực thể này. Và họ mua trong Basi. Hoặc tôi cũng tìm thấy ở Bin Beach ngay tại đây. Vì vậy bạn có thể mua bất cứ thứ gì này và là tôi. Vì vậy bạn phải có 2 mã thông báo đó. Vì vậy bạn đã là tôi. Bạn có thể mua cái này, nhưng nếu trò chơi chỉ có BCD hoặc nhiều mã thông báo trò chơi khác, bạn cần phải có những quyền này. Vì thế, thay vì đi đặt hàng, vì vậy thay vì đi đến các sàn giao dịch tập trung như chuỗi khai thác để làm lại tất cả bởi Basi và sau đó chuyển nó hơi dài. Được rồi, vì vậy bạn sẽ cần. Vì vậy bạn có thể mua nó trên các thay đổi tập trung. Vì vậy trước tiên bạn đến cân ghê câu ngay tại đây. Nhập tắc hoặc mã thông báo của trò chơi bạn cần. Và sau đó kiểm tra tất cả các thông tin phù hợp. Kiểm tra nó cẩn thận và sau đó sao chép đầu được đập ngay tại đây. Nếu nó là một chuỗi khác để bạn có thể nhấp vào đây. Vì vậy việc xác định đúng chuỗi là thực sự quan trọng. Vì vậy có thể là chuỗi và sau đó chuyển sang giao dịch hoán đổi hoảng loạn. Bởi vì hoán đổi hoảng loạn là một chuỗi phân biệt, đối xử là chuỗi thông minh trong hoặc không phải là một chuỗi. Hoán đổi căng kỳ không có sẵn, giống như Ethereum sẽ là hoán đổi đơn lẻ hoặc vâng. Một cái gì đó như thế. Vì vậy bạn nhấp vào đây và bạn vượt qua hợp đồng của các mã thông báo đó. Tôi đã thêm BCD. Vì vậy tôi đi đến không gian này. Và bạn có thể hoán đổi chúng ngay lập tức. Thực sự nhanh. Không cần phải hèn nhát nhìn thấy hoặc mã hoặc bất cứ điều gì, thực sự nhanh chóng. Tăng, và bạn có đô la Mỹ để mua một số thực thể ngay tại đây. Nhưng nếu có bất kỳ mã thông báo nào khác không, phải Basi. Basi thực sự phổ biến, bạn thực sự chỉ có thể mua thay đổi nhiều trò chơi mới khác. Họ có một mã thông báo khác, thường có mã thông báo gốc của trò chơi. Vì vậy họ loại mới. Vì vậy không phải tất cả chúng đều được liệt kê trên các thay đổi. Vì vậy bạn cần mua theo những thay đổi được xác định, như hoán đổi ngân hàng trên BNB nhòe. Và để chính xác, bạn sẽ cần phải đi đến của họ, trò chuyện qua điện tín và yêu cầu Martin tìm hợp đồng phù hợp. Trên mỗi thay đổi, bạn sẽ cần để mua đúng mã thông báo. Nếu sai, bạn không thể vào trò chơi đúng. Vì vậy đó là tất cả những gì bạn nên nhớ và hoàn thành nó để vào và chơi một số trò chơi trống. Phần này rất mới,
và có nhiều cách có thể nguyền rủa bạn mất tiền. Nếu bạn không thận trọng với những gì bạn đang làm, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi biết và chúng tôi thảo luận cùng nhau. Đây là phần cuối của video của chúng tôi hôm nay. Nếu bạn thích video này và thấy hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi các tập hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại vào tuần sau. Tạm biệt!